Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dự án có thể nói là cực kỳ uy tín và tiềm năng, được giới thiệu bởi sàn KuCoin nha các bạn. Các bạn biết rồi, các dự án AeroP của sàn KuCoin gần như là 100% là chất lượng và uy tín. Ok, đây thì mình sẽ giới thiệu ở đây tổng phần thưởng lên tới 15 triệu token có ký hiệu là DX này, và dành cho 3.000 người tham gia đầu tiên. Và quy tắc tham gia của nó rất là đơn giản thôi, các bạn sẽ bắt đầu hoạt động thử nghiệm với cái DX bot của nó nhé. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn này, đây là cái bot Telegram. Các bạn nhấn vào phần Start này, ok, thì nó sẽ ra một cái nhiệm vụ như thế này. Đầu tiên là các bạn sẽ đăng ký. Đây, ở đây thì mình đã đăng ký rồi, mình sẽ log out ra để hướng dẫn lại cho các bạn nhé. Đấy, các bạn chỉ cần điền name này và email thì các bạn có thể đăng nhập vào luôn. Sau đấy nó sẽ gửi cho các bạn một cái email xác minh. Đây là cái email xác minh. Cái email xác minh của nó đây, các bạn nhấn zone now. Đấy thì nó sẽ đây, ok, mình sẽ áp dụng loại lại là cái gì đây. Trở về nhà mình xem, ở đây thì mình đã đăng ký rồi, thế nên là mình chỉ có thể đăng nhập vào luôn thôi. Cái này nó hơi mới, thế nên là không biết là đăng nhập ở đâu. Rồi, thì mình sẽ làm lại phần này lại. Ok, thì nó sẽ gửi lại cái mail tương tự như thế này. Đây. Đấy. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta upload ảnh này nhỏ hơn 10MB nhé. Các bạn chọn một cái ảnh bất kỳ đi, upload lên, chọn một cái ảnh, sau đấy ấn upload thì nó sẽ ra cái này. Và sau đấy các bạn vào cái Telegram và xác nhận là mình đã, đây có cái ảnh hướng dẫn đây, các bạn ấn vào phần nhập cái email đã đăng ký này, enter email đã đăng ký vào cái phần này. Đây, sau đây nó sẽ có một cái phần confirm upload. Các bạn thoát trở ra thì có một cái phần confirm upload, tức là khi mà các bạn đã upload thành công thì bạn nhấn vào phần confirm upload này. Tiếp theo là các bạn sẽ chụp một cái ảnh màn hình về tài khoản của các bạn, các bạn up lên đây. Thì tài khoản màn hình thì các bạn chụp như thế này này. Đấy, chụp cái phần user profile của các bạn đấy. Đấy, phần account ấy. Đấy, chụp nguyên bản như thế này và gửi lên đây. Thì chương trình nó sẽ kéo dài và phân phát cho các bạn trong 7 ngày kết thúc. Ok. Thì ngoài ra thì các bạn sẽ quay trở về này. Sẽ có các cái nhiệm vụ thêm này, là nhiệm vụ chia sẻ bạn bè này, nhiệm vụ Twitter này, nhiệm vụ subscribe letter này. Đấy, các bạn có thể tham khảo nhé. Ở đây các bạn kiểm tra cái penguin của các bạn. Đấy, ở đây thì số điểm của mình là 4.000. Đấy, rất là đơn giản thôi. Cái chương trình này là một cái chương trình mà rất là uy tín và tiềm năng, thế nên chúng ta cố gắng tham gia nhé. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Xin thân ái chào và hẹn gặp lại.